Vâng, em xin chào các anh. Em tiếp tục em lên cho các bác ở đây là thêm một cái cục giải mã đời rất là cao của đời V các bác nhé, đời cao hết số của đời V luôn, đó là con FLV7. Hàng về thì hình thức của nó còn rất là đẹp nhé, hàng bãi theo nô nhưng mà còn rất là đẹp. Đấy. Gần như là rất ít xước xác thôi nhé, còn được bảo quản rất tốt. Đấy. Con cửa FLV7 nha các anh nhé. Đây, chỉ có một vết xước duy nhất là ở đây là hơi ấy một tí thôi, còn đâu tất cả mọi thứ các anh có thể nhìn thấy là còn cực kỳ đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn nhé. Đấy. Nhà em bán em không có dấu diếm thì em quay rất là chi tiết cho các bác nhé. Các bác nào mà lấy con máy này alo em nhé. Con cửa FLV7 hàng made in Japan với công suất 55W điện 100V chạy 4 con xò than nhỏ nhé. Công suất của con này thì mình có thể kéo một đôi loa bass khoảng 16 độ về nghe rất là hay. Đây. Bộ này cục máy này thì vừa làm giải mã quang AV được, vừa có thể kết nối cổng quang TV, vừa có thể kết nối điện thoại máy tính và ghép thêm một đôi loa vào đây để nghe nhạc được các bác nhé. Vừa làm công suất được, vừa làm giải mã được. Đấy. Và khi làm công suất thì mình có thể chỉnh bass test mặt máy như thế này. Đấy. Ấn tông này, nữa là tép này. Đấy, ấn tiếp là ra S bass này. Anh nào nghe thích nhiều S-Bass thì Silver Bass ấy. Anh nào thích nghe Silver Bass thì có thể để S-Bass on nhé, còn không thì để off. Silver Bass là một chế độ nghe cho tiếng bass nó nặng hơn, sâu hơn. Đấy, một thiết kế đặc biệt ở trên Honor V7 và V3, V5 mà hay có nhé. Sau này các dòng V, sau này các đời cao hơn của bọn Honor nó đều có thêm công S-Bass này để tăng cường tiếng bass, nghe cho nó nặng tiếng hơn. Đấy. Phục vụ như bác là thích nặng tiếng. Đấy. Rất là đẹp nhé. Thì em đang test cái đường điện thoại cho các bác đầu tiên này. Các bác nào mà đang cần những con máy mà hàng đẹp này, đời cao hết số này, đang hỏi V7 thì báo em ngay nhé. V7 này ít về lắm, thi thoảng nó về được một con V7 này hàng đẹp thôi. Còn lại là đều chỉ có V5, V5, V3 là chính thôi. Một V7 là mấy đâu. Rất là hiếm. Đường điện thoại chạy ok này, đường quang các bạn ấn tép này chuyển sang đường digital nhé. Đấy. Sau đó mình phải phát nhạc từ đường quang ra nhé, để mình có tiếng ra. Này. Con này thì tiếng giải mã 24 bit rất là hay và cái giá cũng rất là phải chăng nhé. Đây mình muốn làm giải mã quang AV này, mình cắm cho em một cái đường quang một cổng digital này. Đấy, sau đó mình out tín hiệu từ đường step out đấy nhá. Đường thứ ba từ trên xuống out xuống công ty to để làm giải mã quang AV. Ok nhá. Đấy, cổng quang có chạy này. Con này CD em nhớ không nhầm là em có test thử cái CD vẫn chạy đấy nhá. Tuy nhiên cái CD này em cũng xin nó luôn em test thêm thì em không bao chạy CD nhá. Em test thêm cho các bác thôi. Đấy, đĩa vẫn chạy này. Đấy. Còn các bác về dùng nhớ dùng cho em các cái đĩa xịn nhé. Đấy. Còn cái CD này chạy được bao giờ thì chạy, nhưng không chạy được thì bỏ nhé. Em không bao chạy cái chức năng CD đâu. Cái mắt của chúng nó thì nói chung là nó cũng lâu ngày rồi. Chả biết nó sống đến lúc nào. Cái MD thì như là vẫn còn chạy. Bấm lại CD MD em test thêm, em không có bao chạy CD MD nhé, về dùng được đến lúc nào mình dùng nhé. Đấy. Em bao chạy công suất về cắm điện thoại máy tính nghe nhạc và cắm cổng quang TV nghe nhạc, ghép thêm loa hoặc là mình làm giải mã quang AV nhé. Đấy. MD vẫn chạy này. Đấy, như vậy là ít nhất là bộ này là nó đang chạy hoàn hảo nhé, full chức năng. Đấy, anh nào mà đang có nhu cầu mua cái con máy này đang đô em nhé, số điện thoại liên hệ là 0979 891682 hoặc là 0966 594581 nhé. Và giá con này em bán là ngày xưa những cái bọn này nó khoảng 1.600.000 một con máy này, thì bây giờ thì giá nó cũng rẻ hơn rồi. Thì con này là giá của nó là 1.450.000 nhé. Thì bác nào mà có nhu cầu mua con V7 này đang đô em nhé, đời cao nhất của đời V, có chỉnh bass test mặt máy và rất nhiều người đang săn đón thì nó ở đây rồi.
Bác nào mà vẫn đang hỏi em con B7 từ mấy hôm nay ấy, thì là các bác alo em nhé. Em xin chào các anh và xin hẹn gặp lại các anh ở trong những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.